Dạ rồi, hệ thống Euro Sài Gòn em kính chào anh em. Ngày hôm nay em tiếp tục cập bến một ít đề nông nữa. Gồm 6 con đề nông ha. 6 đề nông thì bữa vừa rồi lô đề nông vừa rồi thì về em bán được 4 con rồi. Đây cái lô vừa rồi đây, em quay cho anh em xem. Đây đề nông nè. 2000 XE nè, 2000 AE nè. AE thì em đang còn 2 con. Đây. Hai con à, con còn một con XE nữa thôi. Với đợt trước thì về 2 con 1500 rồi 25 mã nè. 2 con đẹp keng. Chưa có khiển anh em ha, nó chưa có về khiển. Đây là mấy cái khiển của 2000 XE. Đấy. Rồi lâu trước 7 con thì còn lại 3 con ha. Thì nay em về tiếp được 6 con nữa nè. Bao gồm những cái model hot thôi anh em. Đây, 1090G. Thì mới về em chưa vệ sinh bụi hết nhưng mà anh em nhìn nè. Mới tinh. Hồi gỗ, hộp gỗ, mấy hai cái mã gỗ là không một vết lông mèo luôn, như mới. Anh em nhìn những cái nút này nè, em chưa còn gì, chưa có vệ sinh luôn nè. Đấy, ha. Nè, hai cái hồi gỗ là mới tinh luôn. Mặt mũi nè. Không một chấm, một phẩy, không một vết gì hết. Đấy, đây là những cái con 1090G rất là hay và rất là được nhiều anh em yêu chuộng. Phần nắp trên nè. Không một vết lông mèo lông chuột luôn ha. Chỉ có dơ thôi, còn phía sau nè, vàng ống. Mới tinh nè. Hồi gỗ anh em nhìn con hơi dơ với chù ra lẫn bóng lừ ha. Đấy, thành vách nè. Rất là mới. Thì đối với những cái con mà keng đẹp xuất sắc ngày nay em bán là 18 triệu anh em ha, 18 triệu. Những con có chấm có phải thì nó sẽ rẻ hơn. Những con có chấm có phải thì em báo cho anh em. Đây, kế tiếp là con 890DG. 890DG. Mặt mũ vẫn chưa có vệ sinh đây nè ba, vẫn còn rất là dơ đây nè, núm núm còn rất là dơ. Thì con này có giá là 22.500 anh em ha, 22.500 rất là keng. Đây, rất là keng luôn, vàng ống. Thì em còn 890D nữa ha, 890D thì đen. Thì con này là 19 triệu anh em, đẹp xuất sắc. Rồi tiếp là một con AE nè, cũng siêu đẹp luôn. Đó giờ gần là 20 triệu anh em ha, vẫn có 20 triệu thì AE trong khi anh còn 3 con, em xin lỗi còn 2 con trong đó. Rồi tiếp tục một cái con AE thùng xốp nữa nè. AE thùng xốp ha, hồi này em cũng chưa khui còn nguyên bọc nè. Đây số rưỡi thùng cho anh em coi luôn à, 5467 nè, 5467 con vừa rồi thì em đã bán rồi. Đấy, rồi một con Denon VS10 35 mã Limited. Đây là những cái con dòng này bây giờ nó đang khan dần, khan hàng anh em ha. Mà tiễn được những cái con không chấm phẩy, không tì vết như thế này. Đây dây nguồn ghim này nè, dây nguồn ghim chân vàng ha. Đây em đang ghim điện em test luôn nè. Đây, mũi tinh. Hoàng ông hết. Giờ con này có giá là 35 triệu anh em ha, 35 triệu đẹp xuất sắc. Đây nhìn em nhìn cái mặt nó còn rất là dơ, rất là bụi nè. Đấy, này chị em vệ sinh xong rồi gửi đến như em thôi, còn mặt mũi luôn, không một chấm một phẩy gì hết ha. Đấy, 35 triệu cho con 35 mã Limited mới keng. Đây dây nguồn kia anh em ha, dây nguồn kia 35 mã Limited là rất là to và đầu chân vàng. Rồi có một con đề nông đầu bảng hiện nay luôn, XX1 Limited full thùng xốp ha. Thì con này em sẽ bóc nó ra rồi em quay chi tiết cho anh em. Đây là cái hình của nó đây, thiết kế chỉ có 3 nút thôi, một nút nguồn, một nút volume và một nút chuyển kênh. Limited Edition bản Limited ha, XX1. Thì con này có giá tham khảo cho anh em tham khảo là trên 90 triệu anh em ha. Con nó XX1 là con đầu bảng nhất của hãng rồi. Thì con thùng xốp AE, thùng xốp thì vẫn là 21.500 anh em ha. Đây em chưa, vẫn chưa khui luôn. Rồi con này mới về được cái rề anh em, còn cái bao nữa C7F full thùng xốp, còn cái bao nữa về rồi em quay bóc ra quay chi tiết luôn cho anh em. Rồi thì hôm nay em vừa về thì em vừa khui, em kiểm tra rồi em chẳng em quay luôn cho anh em xem. Nè anh em xem nè, đề nông nè, hai cái hồ gỗ này anh em xem đó.
cực mới luôn. Đấy. Rồi chỉ có vậy thôi. Rồi thì anh em nào yêu thì alo giúp em ha, em bóc em vệ sinh em gửi anh em trước. Rồi giá thì em xin em nhắc lại lần nữa ha, tan 90DG 22.500.000, 1090G 18.000.000 anh em ha. 2000 AE có không thùng là 20.000.000 và có thùng là 21.500.000 và 35 mã limited L limited with 10 ba mã limited 35.000.000 anh em. Rồi em xin kính chào anh em.